nháy luôn. Ui. Đây là thứ mà anh em hay dùng máy pin không nghĩ là nó sẽ tồn tại. Đây là một bộ chuyển đổi giúp máy pin của anh em chuyển sang sử dụng pin của xe đạp điện được. Cái này thì tôi mua với giá có 200.000 thôi. Thấy hay nên là mua về để review cho anh em xem. Nó chuyển đổi từ nguồn 48V, 60V hoặc là 72V sang nguồn 21V 10A anh em nhé. Cái dây dẫn này nó dài tầm khoảng 5m. Ở phía đầu nó sẽ có một cái rắc cắm 3 chân để anh em có thể cắm vào xe đạp điện. Cái đoạn đầu này nó dài khoảng 20cm thôi. Còn phía đầu cuối của dây nó sẽ có một cái đế cắm giống như cục pin. Nhưng mà thực ra thì nó rỗng, bên trong nó không có gì cả, rất là nhẹ. Và cái chân pin này là chân pin phổ thông, chân pin Makita anh em nhé. Tất nhiên thì cái bộ chuyển đổi này nó sẽ không dùng cho máy Makita chính hãng được. Nó chỉ dùng cho những cái máy sử dụng chân pin Makita, ví dụ như cái máy King Blue này. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem cả cái máy khoan pin đầu 13 King Blue có mã KM18QE, lực siết 130N, liệu nó có dùng được với cái bộ chuyển đổi này không nhá. Bây giờ thì cắm cái đầu này vào xe đạp điện này. Rồi. Chạy được anh em nhá. Hiện tại thì tôi đang để cái số tốc độ là tốc độ lớn nhất của cái máy này. Cái máy này sẽ có hai tốc độ và có 3 chế độ khoan, khoan búa, vặn vít và khoan thường. Động cơ không thổi than. Nhưng mà theo như cảm nhận của tôi thì khi mà sử dụng sang cái bộ chuyển đổi này thì nó sẽ không được khỏe như sử dụng pin của hãng. Anh em có thể nghe tiếng kêu của máy nhé. Đây là khi sử dụng pin này. Còn đây là sử dụng bộ chuyển đổi. Đấy. Cái tốc độ tôi cảm thấy là nó yếu đi rất là nhiều. Và điện của nó cảm giác cũng không được đều nữa. Bây giờ tôi sẽ khoan thử cho anh em xem bằng cái mũi khoan gỗ. Khoan gỗ này là phi 15. Mũi khoan đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng pin của hãng. Pin này sạc đầy rồi, 4 vạch. Xem là cái độ khỏe của cái pin chính hãng này nó như thế nào. Rất khỏe luôn. Bây giờ chỉ sử dụng bộ chuyển đổi từ pin của xe điện. Pin này thì với cái máy này nó bị cắm theo chiều ngược kiểu này nên là dây nó sẽ hơi vướng một chút. Nhưng mà có những cái loại máy thì nó sẽ cắm theo chiều dây đằng sau cho nên là nó sẽ thuận hơn. Không khoan được. Nháy luôn. Ui. Later. Bây giờ thì không chạy được nữa rồi. Báo này. Mùi khét đẹp luôn. Khói thì hết rồi. Lúc nãy thì nó ra rất là nhiều khói. Nhưng bây giờ thì không còn khói nữa. Nhưng mà mùi máy khét lắm. Đúng là đây là một cái trò mà gọi là nghịch ngu nhất trong đời. Bây giờ tôi chuyển sang dùng pin xem như thế nào. Vừa khói già ở đây đúng không? Nhưng mà vẫn chạy được này. Vẫn ngon luôn. Thử xem nào. Ui, vẫn ngon lắm. Kinh khủng. Cái gỗ này là gỗ mít anh em nhá. Rất là dai luôn mà nó khoan nhanh thật. Kết luận lại là cái bộ này mua phí tiền anh em nhá. Lại còn mang hại vào thân nữa. Anh em sử dụng cái này chắc chắn là khả năng cao nó sẽ bị hỏng máy. Đối với những cái máy mà loại rẻ tiền thì tôi nghĩ là khả năng cao nó sẽ hỏng. Còn đối với những cái máy đắt tiền thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục dùng cái máy khoan King Blue bị xì khói này để khoan rút lõi vào tấm bê tông để xem sau khi bị cháy thì nó làm việc còn tốt hay không. Cái tấm bê tông này đang có lõi thép phi 12 và tôi khoan đúng cái chỗ lõi thép phi 12 luôn. Thank you.
Không phải là 12 đâu, mà đây là thép 14 và thép này là thép 10. Một thanh thép mà nó theo chiều chữ cộng như này. Rồi. Nó đã cắt đứt. Mấy thanh thép? Hai thanh thép. Đấy, một đây. Thấy không? Đây là thanh này. Thắt thép xoắn này. Còn đây là thép trơn này. Đan vào nhau này. Cục bê tông này, độ dày của cục bê tông này là 10 cm. Hai vạch. Còn lại hai vạch pin anh em nhá. Này. Nếu như mà anh em có theo dõi kênh của Điện Máy Xây Dựng Đắc Nga thì chúng tôi cũng đã từng quay một con máy như này của thương hiệu Bắc. Anh em có thể xem cái máy ở trên ảnh này, hoặc anh em có thể click vào đường link ở phần mô tả của video để anh em xem cái video đấy. Thì chúng tôi cũng thử khoan bằng con bóc này, cũng mũi rút lõi phi 63, và cũng vào tấm bê tông giống y xì như này, nhưng mà có một thanh sắt thôi. Thì khi mà khoan xong ấy, hết sạch pin. Một mũi hết sạch pin, nhưng mà cái này thì một mũi khoan mà nó còn hai vạch pin luôn. Rất ok. Mà còn đặc biệt là khi mà cái mũi khoan, đặc biệt là khi cái máy này đã bị cháy, bị xì khói rồi, mà khả năng làm việc của nó vẫn rất là ok anh em nhá. Cái máy này thì nó đã bị xì khói rồi, cho nên là để tránh nhầm lẫn, khi mà bán ra cho khách hàng thì chúng tôi sẽ tháo cái tem này của King Blue ra. Anh em hãy để ý nhá, nếu như mà những cái máy đỏ mà anh em mua của chúng tôi mà không có cái tem King Blue này thì chứng tỏ nó là cái máy mà tôi đã test. Tôi không mong muốn bán cái này ra cho anh em, có thể nhân viên nó nhầm thì anh em hãy trả lại hàng nhá. Đấy, nó sẽ không có tem King Blue, nó có bình thường thì máy sẽ có tem King Blue ở đây, tem chống hàng giả ở đây. Tôi đã xé nó ra rồi. Và trong video này thì tôi rút ra hai bài học. Bài học thứ nhất là anh em đừng nghịch dạy như tôi, đừng có sử dụng những cái bộ như này, hoặc anh em sử dụng những bộ cao cấp thì tôi nghĩ là nó sẽ đỡ hơn. Có lẽ là đây là bộ rẻ nên là nó sẽ làm cháy máy. Và bài học thứ hai rút ra ở đây đó chính là con máy này thực sự rất là trâu bò. Không biết anh em nghĩ sao về cái máy này, anh em cho tôi biết ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhá. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.